Ok, chào các bạn. Các thân mến, đây cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa bộ đề 2, đề số 15. Ok, chào Hoàng Thảo ạ. Ok, chào các bạn. Các thân mến, đây cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa đề số 15 trong sách bộ đề tập 2. Vậy là cô Trang Anh Tịnh Tiến đã gần ổn hết cái cuốn sách này rồi đúng không ạ? Các thân mến, đề số 15 trong sách bộ đề tập 2 của chúng ta là một đề cực kỳ chuẩn form. Nhớ là một đề chuẩn form, chuẩn cấu trúc. Ok, các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần bài giải hôm nay của chúng ta. Đề số 15 của chúng ta là trong bộ của sách bộ đề tập 2. Bộ sách bộ đề tập 2 là cuốn sách mà chuẩn form như đề minh họa, đúng không ạ? Chuẩn y chang như đề minh họa 2019. Và có khung kiến thức trùng, đúng không ạ? Có khung kiến thức là sát như cái khung kiến thức mà 2K1 cần phải thi trong năm nay. Và trong từng câu một thì cô bám sát như đề minh họa 2019 để cô soạn câu hỏi. Rồi, các bạn thân mến, có rất là nhiều bạn đã có cuốn sách này của cô. Nếu những bạn nào mà đã có cuốn sách này của cô và các bạn đã giải được hết cuốn sách này rồi thì giai đoạn này các bạn nhớ là các bạn xem lại một lần nữa tất cả những cái bài mà chúng ta đã làm, đặc biệt là những bài mà chúng ta sai, các bạn xem lại nhé. Rồi, các bạn thân mến, bạn nhớ cho cô như sau này. Tức là trong quá trình bạn giải thì bao giờ bạn cũng sẽ bấm giờ bạn giải. Bạn giải xong rồi bạn sẽ đối chiếu kết quả, đúng không? Bạn đối chiếu kết quả, bạn đối chiếu đáp án thì cái câu nào sai bạn đánh dấu ra. Và bây giờ với cái giai đoạn tổng ôn này bạn sẽ xem lại những cái phần đấy. Ok, sẵn sàng không ạ? Chúng ta bắt đầu học nhé. Các bạn sẵn sàng chưa để chúng ta bắt đầu học ạ? Rồi, chào Tony Quang. Các bạn thân mến, các bạn sẵn sàng chưa để chúng ta bắt đầu học ạ? Nói chung là cô chữa gần hết cuốn sách này rồi nên là thời gian tới chắc là cô sẽ chữa theo kiểu mà chữa, tức là thi thoảng cô sẽ chữa điểm một đề thôi. Thì cô dành thời gian nhiều cho phần tổng ôn. Mình bắt đầu học nhé. Sẵn sàng chưa ạ? Rồi, chào các bạn. Chúng ta sẵn sàng nhé. Cô sẽ đi với phần câu số 1 với câu số 2 là bài tập về phần phát âm. Với bài tập phần phát âm chúng ta sẽ chọn được câu ấy, đáp án của chúng ta sẽ là ý gì ạ? Với câu số 1 chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu số 1 là ý gì ạ? Với câu số 1, ý A từ đấy đọc là dream. Âm đấy của chúng ta là âm E, đúng không ạ? Eve. Ý B đọc là mint. Âm đấy của chúng ta cũng là âm E. Ý C cô sẽ đọc đấy là peace. Âm đấy của chúng ta cũng là E. Thế còn ý D đọc là steady. Âm đấy là âm E. Từ đó cô chọn được câu 1, đáp án của chúng ta là ý D. Xong câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2. Với câu số 2 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Xong câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2 đi ạ. Với câu số 2, theo cách phát âm của đuôi ED, thì với câu số 2 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Câu số 2 cô sẽ có như sau này. Ý D của cô mặc dù trước ED là S nhưng âm S đấy được phát âm như sau. Raise. Z, đúng không ạ? Nên là câu số 2 cô sẽ chọn được đáp án của câu số 2 là ý D. Nói chung là cái phần cách phát âm của đuôi S và đuôi D này các bạn quá là rõ rồi. Xong câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 3. Câu số 3 thì bạn thấy là ở trong đề thi thật của chúng ta ấy cũng sẽ có, đó là một câu phát âm với nguyên âm, một câu cách phát âm của đuôi S hoặc đuôi ED. Thế còn cái phần trọng âm của chúng ta cũng sẽ có là một câu trọng âm đối với từ hai âm tiết và một câu là trọng âm đối với phần hậu tố và âm đuôi. Vậy thì chúng ta sẽ có với câu số 3 ý A, từ đấy chúng ta sẽ xác định là phần này sẽ là phần trọng âm với được, trọng âm theo phiên âm. Thì với câu số 3 ý A cô sẽ đọc từ đấy là donate. Âm đầu tiên của cô là âm O, trọng âm không rơi vào O, đương nhiên nó rơi vào âm tiết thứ hai. Âm tiết thứ hai của cô là âm A nguyên âm đôi. Mình có quy tắc như sau, đó là trọng âm không rơi vào âm O, không rơi vào âm Ơ. Nhưng mà là trọng âm lại ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi, mà A là nguyên âm đôi rồi, nhớ. Xong câu 3 ý A này, chúng ta sẽ có ý C dễ hơn. Ý C những từ có đuôi IC trọng âm rơi vào trước âm đó, phải rơi vào âm tiết đầu. Có bao nhiêu bạn đến giờ phút này vẫn chưa nắm được cái quy tắc đánh trọng âm này ạ? Nhớ. Có bao nhiêu bạn đến giờ phút này các bạn chưa nắm được quy tắc đánh trọng âm, bạn nhớ cho cô là trọng âm và phát âm là một phần rất là dễ lấy điểm. Và các bạn hoàn toàn có thể lấy được điểm tuyệt đối với phần 4 câu này. Thì bạn nhớ cho cô như sau là chỉ cần nắm được quy tắc của trọng âm là các bạn hoàn toàn có thể làm được rồi. Có bạn nào mà đến giờ phút này các bạn chưa biết cách đánh trọng âm không ạ?
Nhớ, chúng ta làm một quy tắc hết mà, đúng không? Có bạn nào không biết cách đánh trụ âm không ạ? Nếu bạn nào mà đến giờ phút này vẫn không biết cách đánh trụ âm thì các bạn có thể inbox để giúp cô, để cô có thể tư vấn cho các bạn cách học nhé. Cô sẽ có ý D với đuôi I, O, U, S, trọng âm rơi vào trước âm đó theo quy tắc. Từ đó cô suy ra được câu số 3, đáp án của cô sẽ là ý A. Xong câu số 3, chuyển cho cô sang câu số 4. Câu số 4 cô sẽ có như sau. Những từ có đuôi I, O, trọng âm rơi vào trước âm đó. Vậy chúng ta xác định được bậc trọng âm rơi vào tiết thứ 3. À, rơi vào thứ 2. Bạn thấy là cô đang chữa theo cái kiểu mà trong cả, kể cả những bạn tim trúng liệt các bạn cũng có thể học được. Bởi vì sao? Cô đang chữa bằng hoàn toàn bằng mẹo hết cả, đúng không ạ? Ý B với đuôi sần. Những từ có đuôi I, O, trọng âm rơi vào trước âm đó, âm tiết thứ 2. Vậy cô có hai anh thứ 2 rồi, đúng không ạ? Ý C của cô có đuôi I, V, E. Những từ có đuôi I, V, E trọng âm rơi vào trước âm đó, vậy cũng là âm tiết thứ 2. Từ đó cô suy ra được câu 4, đáp án của cô là ý D. Nhớ. Xong câu số 4, chuyển cho cô sang câu số 5. Với câu số 5 là một câu về phần từ loại, thì với câu số 5 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Dạ, nào với câu số 5 là câu về từ loại, bạn sẽ chọn cho cô được đáp án cô ấy là ý gì? Câu số 5 đầu tiên, dạ, chúng ta sẽ có như sau này. Với câu số 5 bạn phải xem cho cô xem ở vị trí này em cần từ loại là gì. Thì cô sẽ có như sau, cô căn cứ bằng từ, từ đấy là danh từ. Trước danh từ cần một tính từ, đúng không ạ? Trước danh từ cần một tính từ. Nếu cần một tính từ cô sẽ bỏ như sau. Cô bỏ ý B bởi vì đuôi I, T, I là đuôi của danh từ. Bỏ họ, nhớ. Cô đang hướng dẫn các bạn cái cách làm bài nhá. Nhớ, đang chủ yếu là cô hướng dẫn các bạn cách làm bài thôi. Chứ còn thực ra về kiến thức các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái phần đáp án của trong cái cuốn sách này. Vì trong cuốn sách này có đáp án cực kỳ chi tiết rồi. Nhưng mà cô đang chữa là cô định hướng cho các bạn cách làm bài. Nhớ, ví dụ các bạn theo dõi cái cách cô chữa thì bạn sẽ xác định là với câu đấy chúng ta phải làm như nào. Nhớ, rồi tiếp nhá. Hôm nào cô sẽ có buổi trọng âm và phát âm em ạ. Bạn Lê Thanh Tâm thân mến, thì cô sẽ có là tuần này cô sẽ chữa những cái chuyên đề khó, còn đến tuần sau thì cô sẽ dành cái phần chuyên đề cho chống liệt. Nhớ, tuần sau thì cô sẽ chạy những chuyên đề dễ. Thế này cô sẽ có ý C và ý D. Thì cô sẽ bỏ tiếp ý D. Tại sao cô bỏ ý D? Cô chưa biết từ này nghĩa là gì, nhưng đuôi này của cô là đuôi dấu hiệu của danh từ rồi. Mà ở đây cô cần tính từ cơ, nên là cô sẽ không chọn ý D. Vậy cô chỉ còn A và C. Cô bỏ tiếp nhá. Ý A của cô có đuôi này là đuôi của trạng từ, đúng không ạ? Ôi trạng từ cô cũng bỏ. Vậy bằng mọi giá câu 5 cô suy ra được đáp án là ý C. Vậy câu này cô đang áp dụng bằng quy tắc và bằng mẹo chúng ta có thể làm được. Đây thuộc chuyên đề về cấu tạo từ. Mày nhớ cô ạ? Đây thuộc chuyên đề về cấu tạo từ. Và chuyên đề cấu tạo từ là một chuyên đề các bạn rất dễ lấy được điểm. Rất là dễ lấy được điểm. Vậy cô sẽ có như sau. Chuyên đề về cấu từ là chuyên đề rất là dễ lấy điểm. Và đây chính là chuyên đề mà cô xác định là chuyên đề chống liệt cho các bạn rồi. Nên là nếu như bạn nào mà đến giờ phút này vẫn chưa biết nhìn vào từ đấy để biết nó là danh từ, tính từ, động từ hay trạng từ, thì các bạn có thể lên YouTube của cô tìm phần video chống liệt nhé. Rồi tiếp này. Xong câu số, vậy câu số 5 sau bạn sẽ chuyển cho cô sang câu số 6. Câu 5 dịch là hầu hết mọi người sẽ nhận được những lợi ích đáng kể khi mà chia sẻ việc nhà với nhau. Chờ xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6 đi ạ. Với câu số 6 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì? Và với câu số 6 nó thuộc hiện tượng ngữ pháp gì? Khi các bạn giải một đề thi, các bạn xem cho cô là khi các bạn giải một đề thi bạn phải nhận ra được, đúng không? Nhận ra được là cái câu đấy thuộc hiện tượng ngữ pháp gì, đúng không? Thuộc cái phạm trù kiến thức gì nhá. Với câu số 7 bạn à, với câu số 6 bạn, cô sẽ thấy như sau. Nhìn cho cô ở đáp án này, cô thấy có từ to travel, đúng không? Traveling và travel. Vậy cô sẽ có đó là phần về phần cấu trúc rồi. Vậy nếu là cấu trúc thì bạn sẽ phải thừa nhận cho cô có một cái cụm cấu trúc như sau. Chờ xem nào, cô không có cái cấu trúc chỗ nào để viết. Cô viết ở đây nhá. Cô sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc would rather cộng với verb nguyên dạng. Chờ sau would rather cộng verb nguyên dạng cộng với than cộng với verb nguyên dạng. Nghĩa của cấu trúc này là thích làm gì hơn làm gì bằng cấu trúc prefer verb in to verb in. Vậy theo nghĩ như vậy thì câu số 6 cô dễ dàng chọn được. Đáp án của câu số 6 sẽ là ý D. Xong chưa? Rồi, vậy thì câu số 6 cô thuộc kiến thức về cấu trúc. Được không ạ? Rồi, xong câu số 6 chuyển cho cô sang câu số 7. Với câu số 7 các bạn sẽ chọn được đáp án câu đấy là ý gì? Nhìn cho cô 4 đáp án này. Hôm nay cô chữa rất là chậm, trên tinh thần là hướng dẫn các bạn. Nhớ, trên tinh thần là hướng dẫn các bạn thôi chứ không chạy quá nhanh. Nhớ. Vì cái phần livestream của cô là phần livestream gọi là livestream hỗ trợ.
hỗ trợ tức là sao ạ? Tức là bởi vì là trên cơ sở sách đã có ghi chi tiết rồi thì cô sẽ hỗ trợ để giúp cho những bạn mà các bạn chưa có phương pháp giải đề để các bạn có thể tham khảo. Thì với câu số 7 chúng ta sẽ có như sau này. Cô sẽ thấy có đáp án là được từ do, từ take, từ make và từ give. Vậy thì câu này cô sẽ chắc chắn là câu này cô sẽ thuộc kiến thức về cụm từ. Đúng không ạ? Nó sẽ thuộc kiến thức về cụm từ cố định chứ nó không thuộc kiến thức về phần từ vựng. Tại sao? Vì cô có nói với các bạn rất nhiều lần đó là từ vựng thì không bao giờ người ta cho em cái từ vựng nó dễ như này cả. Vậy thì cô sẽ chỉ còn, bây giờ cô sẽ xác định xem câu số 7 cô thuộc cụm cấu trúc gì nhá. Thì bạn phải căn cứ cho cô bằng từ sau đó, từ contribution. Nhờ contribution. Nó sẽ có cụm từ đó là cụm từ make contribution, đóng góp, cống hiến. Nên cô chọn được câu số 7, đáp án là ý C. Cụm từ này chắc đến giờ phút này các bạn biết rồi, đúng không ạ? Dịch là những cái tổ chức kinh doanh lớn, những cái công ty lớn, có thể dịch là những cái công ty lớn, đúng không ạ? Thì sẽ làm sao đầu tư, đúng không ạ? Ủng hộ đáng kể cho việc giúp những cái người cần. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 7, chuyển cô sang câu số 8. Vậy thì câu số 5 của cô là phần cấu tạo từ này. Câu số 7 của cô là phần cụm từ cố định này, đúng không ạ? Thì câu 6 của cô là thuộc phần cấu trúc. Nhớ, trong đấy thì của em vẫn có cái phần câu cấu trúc này mà, đúng không ạ? Vậy câu 6 của cô thuộc phần cấu trúc. Vậy là cô đang hệ thống lại toàn bộ phần kiến thức mà các bạn sẽ phải ôn. Xong câu số 7 chuyển cho cô sang câu 8. Bạn nhìn thấy rất rõ. Câu số 8 của cô thuộc kiến thức về mạo từ. Mạo từ là cái buổi mà cô đã từng tổng ôn cho các bạn một buổi về tuần trước rồi. Đúng không ạ? Mạo từ. Với câu số 8 bạn sẽ chọn được đáp án của câu số 8 là ý gì? Thì ra sao? Bất cứ khi nào mà tôi chuẩn bị cho một kỳ thi nhở, thì tôi luôn tránh, ở trong này có cấu trúc này, try to do something, cố gắng làm gì, avoid doing something, tránh làm gì. Vậy gì cả, bất cứ khi nào tôi đi thi, đúng không ạ, thì tôi luôn tránh, đúng không ạ, tránh chạm phải một người phụ nữ. Vậy câu đi kiểu mê tín ấy nhở. Vậy thì với câu số nhở, với câu số 8 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Nhờ, câu 8 các bạn chọn đáp án là ý C à? Chờ, bất cứ khi nào tôi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi thì tôi luôn cố gắng tránh gặp phải phụ nữ. Vậy với câu số 8 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì? Nhờ, câu 8 thì cô thấy có bạn chọn A, có bạn chọn B, có bạn chọn C, có bạn chọn D rồi. Thì cô sẽ có nhá. Với câu 8 là bất cứ khi nào tôi tham gia vào một kỳ thi, ở đây cô dịch mang nghĩa là một, đúng không ạ? Thì chắc chắn là cô phải dùng a hoặc an rồi. Ở đây với từ examination thì phải dùng an. Nếu dùng an thì cô sẽ bỏ được ý D đi ạ. Một đáp án, đúng chưa? Tôi luôn tránh gặp phải, chạm phải, đúng không ạ? Chạm đường với, cô có cụm từ như sau. Là cụm từ the path of, the path of. Nó là một cụm từ cố định, đường của ai đấy. Vậy thì ở vị trí này cô phải dùng the thì cô bỏ được ý, xem nào. Bỏ được ý B, đúng chưa? Bây giờ cô chỉ còn A và C. Nói chung là chúng ta phải loại đến phương án cuối cùng này. Còn A và C bây giờ cô sẽ có là dùng a woman hay dùng the woman. Bất cứ khi nào tôi đi thi, đúng không ạ, tôi luôn tránh chạm phải, gặp phải phụ nữ. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là không xác định một người phụ nữ cụ thể nào cả, nên cô sẽ không dùng the được. Nên câu 8 cô chọn được đáp án là ý A nhá. Xong câu số 8 chuyển cho cô sang câu số 9. Với câu số 9 của cô thuộc kiến thức về giới từ. Đấy, cô đã nói là đề của cô chuẩn form mà, đúng không ạ? Kiến thức của chúng ta vừa đủ. Với câu số 9 của cô thuộc kiến thức về giới từ. Thì với câu số 9 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Most of the air pollution resulted the burning of fossil fuels, motor vehicles, factories, aircraft and rockets. Nói dịch là hầu hết tất cả những cái ô nhiễm không khí, đúng không ạ? Là có kết quả từ cái việc đốt nhiên liệu hóa thạch này, đúng không ạ? Từ động cơ ô tô này, từ nhà máy này, đúng không ạ? Từ và máy bay này và tên lửa. Vậy thì với câu số 9 cô sẽ có hai cấu trúc như sau. Chờ, cô sẽ có cấu trúc đó là cấu trúc result in. Từ đấy bằng cause to, gây ra, dẫn tới. Nhưng câu dịch là hầu hết ô nhiễm không khí có kết quả từ cơ, thì cô sẽ không chọn được câu 9 là ý A được. Thì cô sẽ chọn được câu số 9 của cô, đáp án phải là ý D. Chờ, ý D cô với từ result from, có kết quả từ. Nên cô chọn được câu 9 là ý D. Xong câu số 9 chuyển cho cô sang câu số 10. Nếu với câu số 10 các bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Các bạn nhớ cho cô là đến giai đoạn này thì những bạn nào mà có cái cuốn sách này của cô, các bạn sử dụng triệt để cuốn sách này. Tại sao cô lại nói sử dụng triệt để cuốn sách này? Nếu các bạn đã tham gia các lần thi thử của cô thì bạn thấy là đề của cô soạn cực kỳ sát với đề thi đề minh họa 2019, đúng không ạ? Sát chuẩn đến từng câu, từng ma trận kiến thức một. Thì bạn nhớ lại cái bộ đề tập 2, tại sao đến giờ phút này cô lại gợi ý các bạn với bộ đề tập 2? Bởi vì bộ đề tập 1 là bộ đề mà tổng ôn toàn bộ phần kiến thức trong khung chương trình phổ thông. Thì bộ đề tập 2 sẽ là bộ đề bám sát như đề minh họa.
Nên là nếu đến giờ phút này để các bạn lên giải những cái đề mà nó có chuẩn như đề minh họa để chúng ta định hướng được có cần này kiến thức chúng ta phải ôn, đúng không? Những kiến thức đấy chúng ta đã chắc chưa, để kiểm tra xem hiện tại thực lực của mình là bao nhiêu mà mình phải cố gắng như nào. Thì bạn học kết hợp cho cô với 20 đề của bộ đề tập 2 này cộng với 11 đề thi thử, đúng không ạ? Sắp tới chúng ta thi thử là 11 đề thi thử nữa, tổng 33 đề, bạn cố gắng giải đi để giải lại cho cô nhé. Với câu số 9 xong, chuyển cho cô sang câu 10. Với câu số 10 của cô xem nào. Câu số 10 của cô chúng ta sẽ có từ design là khao khát, flame là cháy bỏng, đúng không ạ? Từ fashion là đam mê. Vậy cô sẽ có, với câu 10 cô sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? À, bạn nào gặp câu 10 cũng thấy làm được, đúng không ạ? Chứng tỏ là cái phần này rất là, đúng không ạ? Rất là phổ thông với các bạn, kể cả khó nhưng mà các bạn đều biết hết. Vậy nếu mà bộ mà cứ so ra những cái bài về tình yêu là chắc chắn là chúng ta sẽ trúng, chúng ta sẽ làm rất tốt, đúng không ạ? Thì cô sẽ có là tôi có crush. Crush đấy nghĩa là gì, đúng không ạ? Crush. Tôi đã phải đó, tôi đã cảm lắng một người bạn, những người mà rất là gần và thân thiết với tôi. Vậy là tôi đã thích, đúng không ạ? Tôi đã thầm yêu trộm nhớ những một cái người. Tôi đã thầm yêu trộm nhớ một cái người bạn cùng lớp mà rất là thân với tôi. Vậy thì với câu số 10, đương nhiên ở đây cô sẽ chọn đáp án là ý A rồi, đúng không ạ? Chúng ta có một cụm từ như sau: have a crush on somebody, đúng không ạ? Thầm yêu trộm nhớ ai, cả một cụm mình nhé. Vậy thì câu số 10 cô thuộc kiến thức về phần cụm từ cố định. Chưa, cụm từ cố định, ok chưa? Xong câu số 10, chuyển cho cô sang câu số 11. Với câu số 11 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? Với câu số 11 xem nào. Với câu 11 cô sẽ có câu này như sau. Chúng ta sẽ có câu này với từ try đi với giới từ for. Try này, try này, reach và achieve. Thì với câu số, đúng không ạ? Với câu số 11 chúng ta sẽ thấy là câu này của cô thuộc kiến thức về phần cấu trúc hoặc cụm từ. Nhờ vậy chúng ta sẽ có như sau. Tôi được khuyến khích là, nó sẽ có cấu trúc là to be encouraged to do something, đúng không ạ? Tôi được khuyến khích để mà làm sao ạ? Giờ tôi được khuyến khích, tôi được khích lệ để cố gắng giành được giải thưởng cao quý nhất trong cuộc thi này. Thứ nhất, cô sẽ thấy như sau, từ rich của cô không kèm theo giới từ gì đằng sau, ý C sai, đúng không ạ? Achieve đạt được cái gì không cần đi giới từ for, achieve somebody, achieve something đạt được cái gì ngay không chọn ý D. Bây giờ cô còn A và B. Try của cô có thể đi với từ try on là thử đồ. Try on nghĩa là chạy thử, test thử. Vậy thì cô cũng sẽ không chọn ý A. Vậy từ đó bằng mọi giá cô chọn được 11 của cô là ý B với từ try for. Try for nghĩa là cố gắng giành được, đấu tranh để đạt được, cố gắng hết sức để làm gì. Nên câu 11 cô chọn được đáp án là ý B. Xong câu 11 chuyển cho cô sang câu số 12. Câu số 12 của cô thuộc kiến thức về phần từ vựng, vừa từ vựng lại vừa về phần cụm từ nữa. Với câu số 12 chúng ta sẽ có như sau, từ problem vấn đề, trouble rắc rối, difficulty khó khăn và từ challenge nghĩa là thách thức. Vậy thì với câu số 12 cô sẽ thấy như sau. Về cơ bản thì bốn đáp án này nó giống nghĩa nhau, đúng không ạ? Về cơ bản nó giống nghĩa nhau. Thì với câu số 12 các bạn sẽ chọn được câu ấy đáp án là ý gì ạ? Ok, câu số 12 về cơ bản nó giống nhau thì với câu số 12 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, 12 cô thấy các bạn chọn được đáp án là ý C rồi. Cô sẽ có này, với câu số 12 đầu tiên cô sẽ có căn cứ bằng cấu trúc của từ have, đúng không ạ, và giới từ in, thì cô sẽ có một cái cấu trúc đi kèm với nó, vừa là từ vựng lại vừa về cấu trúc, đó là cấu trúc have difficulty. Chờ, have difficulty in cộng verb in, gặp khó khăn trong việc làm gì. Vậy 12 cô chọn được đáp án là ý C, đúng không ạ? 12 là ý C nhá. Vậy câu này của cô là vừa từ vựng lại vừa cấu trúc nữa. Xong câu số 12 chuyển cho cô sang câu số 13. Với câu 13 chúng ta sẽ có cấu trúc như sau, đó là cấu trúc sau to be know you cộng verb in, không đáng để làm gì. Vậy câu này của cô nó sẽ thuộc kiến thức về phần danh động từ. Chứ cái này cô sẽ thuộc kiến thức về danh động từ. Và danh động từ có trong phần thi của chúng ta, đúng không ạ? Kiến thức về danh động từ. Vậy cấu trúc là không đáng để làm gì việc gì cả, không đáng để thuyết phục cái cô gái đó, đúng không ạ? Rằng là cô ta không cần thiết phải bị giảm cân như thế đâu. Vậy thì với câu số 13 cô sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc sau to be known cộng verb in, không đáng để làm gì. Thì câu số 13 cô chọn được đáp án là ý B. Thông chưa, xong chưa?
Bạn nhớ trước cô là phần chuyên đề về danh động từ và động từ nguyên mẫu nó rất là dễ, đúng không ạ? Rất là dễ. Nhưng mà khi nó đưa chủ động với bị động thì nó rất là khó. Nên bạn nhớ cho cô là chương trình này cô sẽ dạy các bạn tổng ôn vào tối thứ ba. Các bạn kiểm tra trong mail, cô gửi bài tập cho các bạn rồi, đúng không ạ? Thì trong mail đấy cô sẽ có ghi lịch chữa của từng bài một, các bạn lưu ý. Xong câu số 13 chuyển cho cô sang câu 14. Ở trong đề minh họa của chúng ta cũng có một câu như này nhờ? Cái này của chúng ta vẫn là danh động từ thôi. Danh động từ và danh động từ hoàn thành nhờ? Phân từ và phân từ, phân từ hiện tại và phân từ hoàn thành. Đấy, kiểu như vậy. Với câu số 14, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 14 là ý gì ạ? Nhờ 14 ý A. Nhờ 14 ý A. Rồi, ok. Với câu số 14, chúng ta sẽ phải dịch nghĩa của câu. Chắc chắn là cái vế đằng trước của cô không có chủ ngữ rồi. Nếu không có chủ ngữ, chúng ta phải làm cho cô như sau. Nếu như hai vế của câu đồng chủ ngữ, người ta sẽ bỏ chủ ngữ của vế đầu và thay bằng verb ing nếu câu đấy là câu chủ động, đúng không ạ? Thay bằng verb P2 nếu câu đấy là câu bị động. Chợ thay bằng to verb nếu là số thứ tự. Nhờ. Ngoài ra, chúng ta còn phải dùng cái dạng đó là having cộng verb P2 để nhấn mạnh một hành động đã xảy ra xong rồi mới tới hành động khác nữa. Vậy thì với câu số 14, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chợ câu số 14 dịch là được tìm thấy, nhớ phải dịch câu này không là DG sẽ làm sai này. Dịch là được tìm thấy ở khắp mọi nơi của cái bang đấy, đúng không ạ? Cây thông là cái loại cây khá là phổ biến ở vùng này. Vậy dịch là cái cây thông đấy được tìm thấy. Vậy ở đây cô cần bị động. Nếu cô cần bị động thì cô sẽ chọn được câu 14 của cô phải là ý A. Xong chưa? Xong câu số 14, chuyển cho cô sang câu số 15. Nhớ. Với câu số 15 các bạn sẽ chọn được câu đáp án là ý gì ạ? Rồi, xong câu 14 chuyển cho cô sang câu 15 ạ. Với câu 15 của cô, nhờ, câu số 14 của cô sẽ là phần bị động này, đúng không ạ? Kiến thức về bị động nhá. Cái này cô của cô sẽ thuộc kiến thức về bị động. Nhớ cho cô những phần đấy cô đều gạch phần lý thuyết ra hết. Chờ, xong câu số 14 chuyển cho cô sang câu 15. Với câu 15 sẽ căn cứ cho cô bằng từ if. Và đây sẽ chính là hình thái của câu điều kiện. Vậy câu này thuộc kiến thức về câu điều kiện. Nhờ, thì với câu số 15 bạn sẽ căn cứ cho cô như sau. Với câu số 15 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì với kiến thức về câu điều kiện như này ạ? Nếu với câu số 15 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Điều kiện loại 3. Rồi, các bạn chọn điều kiện loại 3 đúng không ạ? Có em nào là học sinh 2K2 đang xem chương trình của cô không ạ? Nhờ, có em nào là học sinh 2K2 đang xem chương trình của cô ạ? Cô biết rằng là thực ra năm nay thì 2K2 lại khiến cho cô khá là ấn tượng vì các bạn ấy có ý thức học tập rất là tốt đúng không ạ? Có sự chuẩn bị sớm và có rất nhiều bạn rất là xuất sắc. Thì với câu số 15, cô sẽ có câu này như sau, là hình thái của câu điều kiện này. Căn cứ bằng would have been điều kiện loại 3. Điều kiện loại 3 thì mệnh đề if của cô phải chia thì quá khứ đơn. Thì đương nhiên câu số 15 cô sẽ... điều kiện loại 3, đúng không? Anh này cô có loại 3 này. Thì mệnh đề if của cô phải chia thì quá khứ hoàn thành. Thì cô chọn được câu 15 của cô là ý B, cô phải rất là dễ. Nhận 15 dịch câu đấy như sau. Dịch câu đấy của chúng ta sẽ dịch là nếu như ứng cử viên chính, đúng không ạ? Nếu như ứng cử viên chính đã tập trung hơn vào vấn đề này thì kết quả của cuộc bầu cử sẽ khác đi rồi. Nhưng mà thực ra thì ông này trượt mất rồi, đúng không ạ? Xong câu 14 chuyển cho cô sang câu số 15. Nếu như câu 15 bạn sẽ nhìn thoáng cho câu 4 đáp án, bạn sẽ thấy là câu này của cô thuộc kiến thức về phần thì động từ. Cô đã từng nói với các bạn rằng là cuốn sách này của cô là cuốn sách cực kỳ chuẩn form nhớ. Chuẩn form như đề minh họa, bạn nhớ cho cô là đến giờ phút này lên giải những đề chuẩn form nhớ, lên giải những đề chuẩn form. Thế cô sẽ có như sau này. Ở trong này cô có 20 đề chuẩn form như đề minh họa nhờ? Cộng với 10 đề đã từng thi thử cô nữa. 10 đề thi thử nữa. 10 đề thi thử cũng là 10 đề rất là hay, mới tinh và chuẩn form. Vậy tổng có 30 đề đúng không? Thứ 5 tuần này chúng ta sẽ tổ chức thi thử lần thứ 11 này. Nhớ nhá, tối thứ 5 tuần này chúng ta sẽ thi thử lần thứ 11 nhờ? Nhớ cho cô cái lịch thi này. Xong chưa, xong chưa? Rồi em 2K2 à? Rồi. Ok, cô biết rằng là ở đến thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều bạn 2K2 mà cô cảm giác là bạn rất là giỏi rồi, đúng không? Rất là giỏi rồi. Rồi, với câu số 16 các bạn sẽ chọn được đáp án câu ấy là ý gì? Câu này về thì nhá. Nhận. Khi mà tôi gặp cái ông Water khoảng 2 năm trước khi mà ông ấy mất, đúng không? Ông ta dường như không cảm thấy hay đâu. Nhận. Vì ông ấy đã không thể xuất bản được một cuốn sách nào từ khi ông ta chuyển đến sống. Nhưng cô nhớ là câu này cô đã từng chữa trong câu những câu ngữ pháp hay sai rồi. Nào, với câu số 16 bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Chờ, câu số 16 các bạn sẽ chọn đáp án là gì ạ? Đầu tiên, cô sẽ có từ sau, đó là từ xin. Chúng ta sẽ có quy tắc là trước xin chia hiện tại hoàn thành, sau xin chia quá khứ đơn. Rồi, cô sẽ có này, xin của chúng ta sẽ có như sau, đó là chia theo quy tắc trước xin và sau xin.
Nhưng mà cô sẽ có là trước chúng ta chia hiện tại hoàn thành, chứ sau chia cho cô ở quá khứ đơn nhá. Trước chia tận hành, sau chia quá khứ đơn. 2K1 sắp sướng rồi, còn mấy ngày nữa thôi là 2K1 ăn ngủ nghỉ thoải mái rồi. Với câu số 16 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Nhờ nào, với câu số 16 các bạn sẽ chọn đáp án của đấy là ý gì ạ? Câu số 16 cô đã chữa câu này ở trong phần những câu ngữ pháp hay sai rồi đúng không ạ? Cô sẽ có là trước xin chuyện thầy hoàn thành, sau xin chia quá khứ đơn. Nhưng mà câu này phải xem cái bối cảnh của cô như sau, đó là khi tôi gặp cái ông này 2 năm trước khi mà ông ấy mất, đúng không ạ? Thì ông ấy dường như không vui vì ông ấy đã không xuất bản được cuốn sách nào. Ông ấy đã không xuất bản được cuốn sách chính nào. Và ông ấy đã mất rồi. Mà ông ấy đã mất rồi là quá khứ, thì ông ấy không xuất bản được cuốn sách nào trước khi ông ấy mất cơ. Vậy trước của quá khứ, cô phải chia quá khứ hoàn thành. Đấy là lý do lằng ngoằng một lúc câu 16 mình chọn ý D. Đây chính là kiến thức về sự phối thì. Xong chưa? Bạn Lê Anh Tuấn thân mến, sách của cô có giải chi tiết nhá. Đúng không ạ? Chi tiết đến mức không thể chi tiết hơn. Vì vậy mà khi cô chữa thì cô hướng vào cái phần nhá. Cô hướng vào cái phần đó là cái phần mà dạy cho các bạn kỹ năng làm bài thôi nhá. Chứ còn thực ra cô không hướng về phần kiến thức nhiều, bởi vì trong sách của mình có ghi chi tiết rồi nhá. Khi mà các bạn lên đây ngồi xem live stream với cô là chủ yếu là các bạn xem cái cách mà chúng ta sẽ xử lý cái câu ấy như nào, đúng không ạ? Ví dụ đi thi chúng ta gặp cái câu ấy thì chúng ta sẽ làm như nào. Rồi, chúng ta sẽ có lại xong câu 16, chuyển cho cô sang câu 17. Đề của cô chuẩn form, ôm đủ kiến thức thi rồi. Với câu 17 của cô sẽ là câu kiến thức về phần liên từ. Chờ 17 cô thuộc kiến thức về liên từ nhá. Thì với câu số 17 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chờ với câu số 17 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? Ý A từ or else bằng other way. Chờ bằng cụm từ other way hoặc là if nếu như. Không chờ. In case phòng khi, vậy đề well, trái lại trái với. Vậy thì với câu số 7 chúng ta sẽ có như sau. Bạn nên bỏ, đúng không ạ? Bạn nên dừng cái việc làm việc quá là cực nhọc đi, đúng không ạ? Đừng làm việc quá sức như vậy hoặc là bạn sẽ bị ốm. Vậy đương nhiên câu số 17 cô sẽ chọn được đáp án là ý A. Xong chưa? Xong câu 17 chuyển cho cô sang câu 18. Ồ, câu này như, nhớ chưa? Câu này như cô nhớ là câu này như cô vừa mới chữa ở trong cái phần 1.800 trong câu trắc nghiệm từ vựng xong. Câu gì như sau này. Tôi không có thời gian để cãi nhau với những cái người phụ nữ mà làm giọng, với cái kiểu người phụ nữ mà làm giọng cố chấp như vậy. Và lấy cô vừa chữa câu này xong, chúng ta có ý A với từ self control nghĩa là gì ạ? Cho cô sẽ có từ self control nghĩa là tự kiểm soát được, kiềm chế được. Cho đây cô nghĩa là tự kiềm chế, tự kiểm soát. Vậy cô sẽ không chọn ý A, đúng không? Cô sẽ còn một từ nữa có thể ghép được với từ self, đó là từ self opinionate. Cho cô sẽ có từ opinionate, thế nghĩa là bảo thủ, cố chấp. Nên cô sẽ chọn được câu số 18 của cô là ý C. Xong chưa? Xong câu 18 chuyển cho cô sang câu số 19. Với câu số 19 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Nào ok các bạn thân mến, với câu số 19 bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Rồi ok, phần này ở trong câu 10, câu trong cái phần vừa chúng ta làm phần từ vựng rồi, đúng không ạ? Rồi, xong câu 18 chuyển cô sang câu 19. Nói chung là các bạn nhớ là chúng ta đang làm tổng ôn. Nên các bạn sẽ thấy là nó sẽ có chạm, nó sẽ có sự đụng chạm rất là nhiều. Tức là chúng ta sẽ gặp lại những câu mà chúng ta đã làm qua rồi. Rồi, xong chưa? Rồi, với câu số 19 chúng ta sẽ có như sau. Gary didn't always see eye to eye with his father. And this were the only show tool. Thì cô sẽ có như sau. Gary didn't always see eye to eye with. Cô ấy, à anh ta, đúng không ạ? Không hoàn toàn đồng tình với bố của anh ta. Đấy là làm sao? Vậy thì cô sẽ có từ see eye to eye with somebody bằng agree with somebody. Hoàn toàn đồng ý với ai. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu 19 là ý A. Câu này của cô thuộc kiến thức về phần cụm động từ hay là phrase, cụm động từ nhé. Trong đề thi của em cũng sẽ có một câu phần cụm động từ như này. Đúng không ạ? Thì với câu số 19 cô sẽ chọn đáp án là ý A với từ agree with, đồng ý với. Nhớ ý B. Ngược với từ đồng ý B, cô sẽ có từ đấy nghĩa là phản đối. Cho ý B cô là phản đối nhá. Ý C cô cũng từ look up to là kính trọng bằng respect, kính trọng. Cho look down on là coi thường. Look after nghĩa là chăm sóc. Vậy câu 19 cô chọn được take after từ đấy bằng look like, giống như. Xong chưa? Rồi. Xong câu số 19 chuyển cho cô sang câu số 20. Với câu số 20 các bạn sẽ chọn được câu ấy đáp án là ý gì? Cô em hỏi cô là phần cụm từ bình thường thôi. Nhờ câu số 20 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Ok, với câu số 20 các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án là ý gì?
20D for sure. Rồi, tốt. Câu số 20 dịch là những cái, đúng không ạ, những cái nhà báo đó có thể mắc sai lầm. Thế có cụm từ đó, cụm từ make mistake, mắc sai lầm, đúng không ạ? Vì vậy, đừng có tin vào mọi điều mà bạn đọc ở trên báo. Vậy cô có cụm từ in the press, nghĩa là trên báo. Nhớ trên báo nhé. Nên cô sẽ chọn được câu số 20. Sorry em, câu này của chúng ta. Chờ câu này của chúng ta, chúng ta sẽ gạch cho cô cả with đi. Đúng không ạ? Gạch cho cô cả with ở trên nhá. Chờ câu này bạn sẽ gạch cho cô cả từ with ở trên. Xong chưa? Xong chưa? Nhớ. Câu số 20 ý D à? Sai thì mua thêm một cuốn nữa à? Rồi. Với câu số 20, chúng ta sẽ có câu này như sau. Chúng ta có ý A với từ publication, nghĩa là sự công bố, sự xuất bản. Nhưng mà từ này cô nghĩa là sự xuất bản, sự công bố. Cái cuốn bộ đề tập 2 này của cô cũng chỉ còn vài cuốn thôi, hết rồi. Bộ đề tập 1 của cô thì hết rồi. Thế mà ý B của chúng ta thì sao? Ý B từ này nghĩa là mẫu tin tức. Chờ, ý B của cô là mẫu tin tức. Rồi chờ, ý C với từ reference book, nghĩa là sách tham khảo. Và ý D của cô nghĩa là báo và tạp chí. Vậy thì câu số 20 chắc chắn là câu 20 đáp án của cô là ý D rồi. In the press bằng newspaper and magazine. Xong câu số 20 chuyển cho cô sang câu số 21 nào. Với câu số 21 các bạn sẽ chọn được đáp án câu đấy là ý gì ạ? Với câu số 21 đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Tôi sống trong một gia đình extended family, đại gia đình đúng không ạ? Tôi sống trong một đại gia đình. Vì vậy mà tôi, đúng không ạ, khi mà bạn, nếu như bạn sống trong một đại gia đình, đúng không ạ, bạn sẽ rất là vui. Và có thể các thành viên cũng sẽ hỗ trợ lẫn nhau nữa. Vậy cô có từ extended family, nghĩa là đại gia đình. Vậy ngược với đại gia đình sẽ là gì? Nhớ, ý A, close family, gia đình khăng khít. Nhớ, ý B, traditional family, gia đình truyền thống. Ý D của cô là một gia đình lớn. Vậy cô sẽ chọn được đáp án của câu số 21 là ý C. Ý C với từ clear family nghĩa là gia đình hạt nhân. Vậy nếu như từ extended family là gia đình gồm nhiều thế hệ thì cái từ nuclear family chỉ là gia đình gồm có hai thế hệ thôi, bố mẹ và con cái. Chờ, xong câu số 21 chuyển cho cô sang câu số 22. Chờ, với câu số 22 các bạn sẽ chọn được đáp án câu đấy là ý gì ạ? Nào, với câu số 22 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, nào với câu số 22 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án là ý gì em nhỉ? Dạ. Kìa, cô sẽ có này. Với câu số 22 dịch là ở Thái, đúng không ạ? Đó là phạm luật để mà vứt rác ở trên vỉa hè. Nếu như bạn bị bắt đấy thì bạn có thể bị phạt với mức 2.000 baht, đúng không ạ? Đây là đơn vị tiền tệ của Thái. Vậy cô sẽ có như sau. Ở Thái đó là phạm luật. Chúng ta có cụm từ như sau đó. Cụm từ be against. Chứ cấu trúc là be against the law, nghĩa là gì? Phạm luật. Vậy ngược với từ phạm luật sẽ là từ gì? Nếu như đồng nghĩa thì cô sẽ chọn dưới bằng từ illegal, phi pháp, phạm pháp. Bây giờ cô sẽ cần trái nghĩa với từ phạm pháp sẽ là từ gì? Ý A cô sẽ có từ ấy đọc là evil, từ đấy nghĩa là xấu xa. Chờ, từ này cô nghĩa là xấu xa nhá. Chúng ta sẽ không chọn ý A, đúng không ạ? Ý B cô sẽ có từ illegal, nghĩa là phạm pháp. Nếu đồng nghĩa cô sẽ chọn ý B. Nhờ, tiếp này. Ý C cô sẽ có từ immoral, từ đấy nghĩa là trái đạo đức. Nhờ, vậy cô cũng không chọn ý C. Từ đó cô chọn được câu số 22, đáp án là ý D. Xong câu số 22 chuyển cho cô sang câu số 23. Chờ, câu số 23, My Meet thân mến, tối mai cô sẽ lại live chuyên đề nhá. Tức là cô vẫn phải chèn cả những cái chương trình giải đề cho các bạn vào, chứ không phải là bỏ hẳn chuyên đề giải đề, đúng không ạ? Vì thực ra giải đề ở giây phút, ở giai đoạn này rất là quan trọng. Chờ, xong câu số 22 chuyển cho cô sang câu 23 đi ạ. Với câu số 23 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chờ, câu số 22 xong này. Với câu số 23 của cô là tiếng Anh giao tiếp, from my point of view, theo quan điểm của tôi, đúng không ạ? Các thành viên trong gia đình cần phải làm cùng, phải cùng nhau làm việc nhà. Vậy thì bạn kia bạn sẽ bảo như nào ạ? Câu số 23 cô sẽ có ý ạ, đó là một cái nhìn ngoạn mục, breathtaking view, đúng không ạ? Đó là một cái cảnh đẹp ngoạn mục. Vậy cô sẽ không chọn ý ạ. Chờ, ý B là sao? Bạn đã nói dối tôi, không phải, đúng không ạ? Ý C là nhưng mà cậu nói đúng, ý C cũng không phải. Cô chọn đáp án là ý D. Ý D khi người ta dùng cái cụm từ đó là cụm từ không còn nghi ngờ gì nữa, tức là làm sao? Tức là hoàn toàn đồng ý, đúng không ạ? Cụm từ này chúng ta nghĩ là hoàn toàn đồng ý. Nhớ, cụm từ này cô sẽ bằng cụm từ I can't agree. I can't agree with you
Yeah, animal. Tôi không thể đồng ý với bạn hơn nữa, hoàn toàn đồng ý, đúng không ạ? Vậy thì câu số 23 cô sẽ chọn được đáp án là ý D. Sau câu số 23 chuyển cho cô sang câu số 24. Với câu số 24 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Chờ chúng ta sẽ có với câu số 24. How do I for psychology course? Thì cô sẽ có với câu số 24 thì cô là như sau. Làm thế nào mà để đăng ký được vào cái khoa học tâm lý này? Thì cô sẽ có từ sign for nghĩa là đăng ký vào, đúng không ạ? Làm thế nào mà có thể đăng ký được vào cái khoa học tâm lý đấy? Thật ra là bạn cần phải điền vào một cái đơn, đúng không ạ? Cái đơn trên mạng đầu tiên. Vậy thì với câu số 24, đương nhiên cô chọn được đáp án của câu đấy là ý A rồi, đúng không ạ? Xong câu số 24 chuyển cho cô sang câu số 25. Yeah. Rồi chúng ta sẽ có này. Với câu số 25 của chúng ta là bài tập đọc điền. Nhìn cho cô vào đáp án trước. Yeah. Với câu số 25 là bài tập đọc điền. Các bạn xem cho cô đáp án của câu 25 này. Yeah. Với câu số 25, bài tập đọc điền này bạn nhớ cho cô là bài đọc điền là một phần khá là dễ. Các bạn chỉ nên dành cho cô khoảng thời gian là khoảng mấy phút nhỉ? Các bạn nên dành khoảng thời gian khoảng 3 phút để làm đọc điền thôi. Chứ không nên dành thời gian quá nhiều với phần đề tập đọc điền. Thì cô sẽ có với câu số 25 của chúng ta. Rồi cô sẽ có như sau, từ raising, từ rising, từ plant và từ feed. Thì cô sẽ có từ feed là cho ăn, đúng không ạ? Từ chăn cho ăn, từ plant là trồng, từ rising và từ raising nghĩa là tăng, đều có nghĩa là tăng nhá. Nhưng mà hai từ này của cô khác gì nhau? Chờ, từ này của cô có thể là ngoại động từ, từ này là ngoại động từ này. Thế còn cái anh bên này của cô chỉ là gì thôi ạ? Ngoại động từ thôi. Nhớ, đến giờ phút này cô nghĩ là các bạn biết được từ này. Nhưng mà chúng ta sẽ có như sau. Với câu số 25, chúng ta sẽ chú ý cho cô về phần vị trí sau này. Rất là xin lỗi các bạn vì chúng ta sẽ phải dở đi dở lại phần trang nọ sang trang kia. Với câu số 25, các bạn nhìn kỹ cho cô câu này như sau. Câu số 25 mình sẽ dịch câu này như sau, đó là mặc dù có một số những cái drawbacks, những cái hạn chế, đúng không ạ? Nhưng mà cái việc tăng tuổi nghỉ hưu vẫn được coi là được, vẫn được các nhà dịch là mặc dù có những cái hạn chế nhất định, đúng không ạ? Nhưng mà làm sao? Những cái nhà hoạch định chính sách vẫn coi, đúng không ạ? Vẫn coi cái việc mà làm sao nâng tuổi nghỉ hưu đấy là một cái hướng giải quyết then chốt cho cái vấn đề về dân số, về cái dân số, đúng không ạ? Về cái dân số già ở Việt Nam. Vậy dịch như vậy thì cô sẽ cần một từ nghĩa là tăng, đúng không ạ? Thì cô sẽ có này, the retirement age là cụm, là tân ngữ. Thì ở đây cô sẽ cần ngoại động từ. Nếu cô cần ngoại động từ thì câu số 25 chúng ta sẽ chọn được. Đáp án của câu số 25 của chúng ta sẽ là ý A. Yeah. Xong câu số 25 chuyển cho cô sang câu số 26. Với câu số 26 của cô thuộc kiến thức về phần từ loại. Yeah. Nếu thuộc kiến thức về từ loại bạn sẽ lưu ý cho cô câu này như sau. Cô sẽ có duration là đuôi của danh từ. Đúng không ạ? Thế này cô sẽ có đuôi O là đuôi của tính từ. Chờ, cô sẽ có đuôi là đuôi của trạng từ và đuôi ITI là đuôi của danh từ. Vậy thì với câu số 26, em muốn biết được, đúng không ạ? Cái câu này chúng ta chọn đáp án gì thì em phải xem cho cô ở vị trí đấy chúng ta cần cái từ loại gì. Với câu số 26, em sẽ căn cứ cho cô như sau. Yeah. Câu số 26 chúng ta sẽ xem cho cô được với câu số 26 bạn sẽ chọn đáp án là ý gì này. Chờ, để làm được câu số 26, sorry em. Yeah. Chờ, để làm được câu số 26, em xem cho cô xem ở vị trí này em sẽ cần từ loại là gì. Thì cô sẽ có như sau, với câu số 26, em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Yeah. Căn cứ cho cô bằng từ higher education là một cụm danh từ. Thì cô sẽ có trước cái cụm danh từ đấy, cô cần một tính từ. Yeah. Nếu cô cần một tính từ, thì cô sẽ chọn được câu 26, đáp án của cô là ý C. Dịch câu này như sau, đúng không ạ? Dịch như sau. Đó là vì Việt Nam, đúng không ạ? Đã có sự chuyên sản xuất, đúng không ạ? Đã có cái sự tập trung vào sản xuất này. Với cái lợi thế cạnh tranh về cái sức lao động rẻ ở trên toàn cầu, ở trên cái dịch là vì Việt Nam chuyên, đúng không ạ? Chuyên về sản xuất với cái lợi thế cạnh tranh và lực lượng lao động rẻ, giá rẻ trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Nên làm sao cái giáo dục đại học, đúng không ạ? Ở nước ta cần phải có sự định hướng lại để tập trung nhiều hơn vào đào tạo nghề thay vì đại học đại học. Vậy thì với câu số 26 cô xác định được ở đây cần một tính từ thì 26 cô dễ dàng chọn được. Đáp án của cô sẽ là ý C. Nhớ nhớ. Xong câu số 26 chuyển cho cô sang câu số 27. Câu 27 của chúng ta thuộc kiến thức về thuộc kiến thức của cô đó là kiến thức về phần liên từ. Với kiến thức về liên từ thì cô sẽ có căn cứ bằng nghĩa của câu cho cô. Yeah, however là tuy nhiên, as a result bằng therefore, do đó, do vậy.
bất là nhưng, otherwise, hoặc là. Thế với câu số 27, chúng ta sẽ phải xem cho cô câu này như sau. Để em làm được câu 27 với câu liên từ thì em phải đọc cho cô từ cái phần, đọc cho cô từ cái câu đằng trước. Nhờ cô sẽ có như sau. Phương sẽ có là by simplifying entrance exam, dịch là bằng cách, đúng ạ, đơn giản hóa các kỳ thi tuyển sinh, nhờ, để lấy bằng đại học thì chính phủ, đúng ạ, chính phủ nên khuyến khích trẻ con, nên khuyến khích học sinh, đúng ạ, lựa chọn đào tạo nghề, nhờ. Do đó, năm 2016, chúng ta sẽ nhìn thấy có một sự giảm đáng kể về số lượng học sinh lục đơn vào đại học. Vậy thì theo như vậy, đúng không ạ, dịch như câu đấy của chúng ta như vậy, chúng ta sẽ có như sau. Bằng cách, đúng không ạ, đơn giản hóa cái kỳ thi đại học, đúng không ạ, để được cấp bằng đại học, thì chính phủ đang khuyến khích học sinh là lựa chọn học nghề. Vì vậy mà năm 2016 đã nhìn thấy có một cái con số giảm một cách đáng kể số lượng học sinh đăng ký học đại học. Vậy thì với câu số 27, cô cần một từ nghĩa là do đó, do vậy, nhỉ? Thì câu số 27 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý B. Nói chung là bài này của chúng ta rất là nhẹ nhàng, nhỉ? Sau câu 27 chuyển đến câu sang câu 28. Đó là câu 28 là câu kiến thức về giới từ. Thì bạn nhớ cho cô như sau. Dù đề có nhẹ nhàng, nhưng đề vẫn đảm bảo chuẩn form. Ví dụ nhá, trong đề minh họa của em cũng sẽ có câu về từ vựng này, đúng không? Câu về từ loại này, câu về liên từ này, câu về giới từ này và câu về đại từ quan hệ. Đấy, có đủ như vậy. Nhờ trong cái đề thi chuẩn của chúng ta nó sẽ có cả này kiến thức. Sau cô được 25, 26, 27 rồi, bây giờ cô sẽ có câu 28. Với câu số 28 của chúng ta thuộc kiến thức về phần giới từ. Với kiến thức về giới từ thì cô sẽ có như sau. Với câu số 28, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Nhờ. Câu số 28 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ apply. Nhờ, lục đơn vào đại học thì cô sẽ có apply for. Nhờ, lục đơn vào đại học. Đây, câu số 28 cô sẽ chọn được đáp án của câu 28 là ý C. Nhớ nhá. Chờ, câu số 28 cô sẽ chọn được đáp án là ý C. Xong câu 28 chưa? Chờ, câu số 28 đáp án của chúng ta là ý C. Nhất trí chưa? Rồi. Chờ, xong câu số 28 chuyển cho cô sang câu số 29. Nhớ. Với câu số 29 chúng ta sẽ có câu này như sau. Câu số 29 của cô ở phần về phần đại từ quan hệ. Thì với câu số 29 xem cho cô câu này như sau này. Dạ. Cô có nói với các bạn rồi là đến giờ phút này, đúng không ạ? Các bạn không cần nhất thiết là chúng ta phải học quá khó, bởi vì là đề của chúng ta, đúng không ạ? Thì cũng có câu khó, có câu dễ và cái số câu khó nó chỉ chiếm khoảng 20% thôi. Dạ. Đến giờ phút này cô nghĩ các bạn nên ôn một cách toàn diện, nhá, chứ không phải ôn mỗi câu khó không. Rồi, cô sẽ có này với câu số 29, bạn xem cho cô câu này như sau. Chợ, với câu số 29 cô sẽ có như sau, xem cho cô ở phần sau, đúng không ạ? Another policy, một chính sách, nhận một chính sách bổ sung nữa để mà có thể được, đúng không ạ? Đây là một chính sách bổ sung khác để có cái mức lương dựa trên cái năng suất là thay vì thâm niên. Chợ, vậy thì cô sẽ có là một cái chính sách nữa là, đúng không ạ? Có một cái chính sách bổ sung khác nữa, đó là có cái mức lương, đúng không ạ? Nó dựa trên cái mức là đấy, phải dựa trên hiệu suất làm việc hơn là thâm niên, nhớ. Cái này là phổ biến ở rất là nhiều những cái quốc gia châu Á, những đất nước của châu Á. Vậy thì cô sẽ có với câu số 29, nhớ, cô sẽ có là ở đây thay thế cho cái phần đằng trước, đó là cái mức lương, cái mà rất là phổ biến. Vậy cô sẽ dùng từ which, xong chưa? Rồi cô giải thích lại cho bạn phần sau. Rồi cô có giải thích với các bạn như sau, đó là từ apply to. Đây Hanu đây, nghe cô nói đây. Chờ, cô sẽ có từ apply to cộng với place, nghĩa là gì ạ? Lục đơn vào một nơi nào đấy, nhận vào một chỗ nào đấy, vào nơi nào đấy. Chờ, lục đơn vào nơi nào nhé. Thế này cô sẽ có apply đi với giới từ for, lục đơn vào một vị trí nào đấy, nhận. Thì ở vị trí của cái câu số 28 này, dịch như sau, đó là số lượng học sinh lục đơn vào đại học. Cái này của chúng ta sẽ không phải là vào lúc này, để có được một suất vào đại học nhá. Câu này nghĩa là lục đơn có được một suất vào đại học, tức là được có một vị trí, đúng không ạ? Có một vé được vào đại học thì cô dùng apply for, đúng không ạ? Và dịch là học sinh lục đơn vào đại học là vào, ở cái đề dịch là có một vé, đúng không ạ? Để vào một cái vị trí trong đại học. Nhờ nên cô sẽ chọn được câu đấy là apply for. Thế câu này của chúng ta cũng không có apply to, nhớ, không có apply to. Câu này không phải là lục đơn vào một cái vị trí ở, không phải, câu này không phải lục đơn vào một cái, câu này của cô là nếu như dùng apply to là lục đơn vào một nơi nào đấy, nhờ, còn apply for là vị trí nào đấy. Vậy thì với câu này cô sẽ dịch là có được một cái vị trí, một tấm vé vào đại học, người ta dùng apply for. Xong chưa? Apply for, nhớ. Được không ạ?
Rồi, xong câu đấy của chúng ta chưa? Bạn sẽ chuyển cho cô sang bài tập tiếp theo của cô. Nhờ cô sẽ có từ sau. Chờ, câu này của cô nhá, cô nói lại cái câu số 28 này. Nhờ với câu số 28, apply for, nộp đơn cho một vị trí nào đấy. Apply to, nộp đơn vào một nơi nào đấy. Nhờ, thì với câu này, câu là nộp đơn vào đại học. Nhưng mà cái này của chúng ta sẽ không phải là vào cái trường đại học nào đấy, mà ở đây chúng ta sẽ có là sao? Để có được một, tức là vào cái trường đại học đấy thì lúc đấy sinh viên, học sinh mới nộp đơn để có được một suất, một vé, một chỗ trong trường đại học thôi. Nhớ, được không ạ? Rồi, xong câu số, nhờ, xong câu số 29, bạn sẽ chuyển cho cô sang phần sau. Nhờ, chúng ta sẽ có câu số, xem nào, xem cho cô câu sau này. Cô sẽ chữa từ câu số 43 trở đi. Nhờ, với câu số 43 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Nhờ, với câu số 43 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Nhờ, các bạn chuyển cho cô sang phần câu 43. Cô sẽ chữa nhanh từ câu số 43 đến câu số 50 là chúng ta sẽ nghỉ, được không ạ? À, còn 8 phút nữa cô sẽ chữa từ 43 đến 50 kịp. Nhờ, với câu số 43 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Với câu số 43 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Và câu số 43 cô sẽ có như sau, dịch câu này như sau. Đó là cái phương pháp, từ này cô là phương pháp này. Phương pháp điều trị thay thế, đúng không ạ? Thường bị loại bỏ, đúng không ạ? Thường bị loại bỏ, thường bị loại bỏ. Nhớ dịch là cái phương pháp điều trị thay thế thường bị bỏ qua bởi y học chính thống. Nhớ. Vậy thì cô sẽ có ở đây có bài câu đấy của cô là câu bị động. Vậy sai phần bị động thì cô sẽ có ý A của cô sai. Nhớ ý A của cô sai thì câu đấy bạn phải sửa cho cô thành như sau, thêm cho cô to be vào A đằng trước từ of phần nữa mới đúng, không chưa? Xong câu 43 chuyển cho cô sang câu 4, chỗ này bắt đầu cô chữa nhanh nhá. Câu 44 cô sẽ có như sau, cái bức tranh đó đẹp đến mức mà tôi đứng đó và ngắm trong khoảng một thời gian dài. Được chưa? Với câu số 44 các bạn sẽ chọn được đáp án là cái gì ạ? Cái bức tranh đó đẹp đến mức mà tôi đứng ở đó và ngắm trong một thời gian dài. Được chưa? Bức tranh đó đẹp đến mức mà tôi đứng và ngắm. Câu này của cô nó có một cái vấn đề như sau này. Đó là cô đã thấy đằng sau that của cô là phải mệnh đề nhá. Cô có từ là một mệnh động từ chính này. Đằng sau cô lại dùng từ my cũng là động từ chính nữa. Vậy trong một câu chỉ có một động từ chia động từ chính của câu thôi. Yeah. Trong một câu chỉ có động từ là chia động từ chính của câu, động từ còn lại cô phải chia theo rút gọn mệnh đề quan hệ. Vậy là tôi đứng đó ngắm cái bức tranh đó trong khoảng thời gian rất là lâu. Vậy thì với câu số 44 của cô sẽ phải sai ở ý nào đây ạ? Câu 44 của chúng ta sẽ có câu này cô sẽ sai ở ý C, đúng không ạ? Đổi cho cô anh này cô thành verb in. Nhớ nhá, câu này chia có thể chia theo hình thái của rút gọn mệnh đề quan hệ cũng được. Xong câu 44 chuyển cho cô có từ dismiss thêm s, à thêm ed em nhá. Rồi. Xong câu số 44 chuyển cho cô sang câu số 45. Với câu số 45 các bạn sẽ chọn được câu đáp án là ý gì ạ? Câu 45 của cô là một câu rất là hay này. Câu 45 cô lấy ra từ trong sách 1800 câu trắc nghiệm từ vựng. Nào 45 của cô sai đâu ạ? Trong đề thi thật của em bao giờ nó cũng sẽ có như sau. Có một câu về phần chủ động bị động, đúng không ạ? Có một câu về phần chủ động bị động này. Có một câu về phần thì này, về phần động từ, đúng không ạ? Thì hoặc là động từ. Và có một câu đó là sai về cách dùng từ. Chưa, cái có một câu là sai về cách dùng từ nhá. Vậy thì với câu số 45 cô sẽ có như sau. 45 dịch là màn trình diễn của cái cô này đã biến cô ấy trở thành nữ anh hùng của liên hoan phim Moscow. Vậy cô sẽ có từ sau, bạn nhìn cho cô từ này. Từ đấy của cô đọc là heroin. Heroin nghĩa là chất gây nghiện. Từ này cô là chất gây nghiện này. Nó có một từ khác cũng đọc là heroin nhưng nó là nữ anh hùng. Nó sẽ được viết như sau. Nó sẽ được viết như sau, bạn nhớ cho cô từ này. Từ này cũng đọc là heroin nhưng mà nó là nữ anh hùng của tôi là đây là thuốc gây nghiện, đúng không ạ? Nên cô sẽ có là 45 cô sai về cách dùng từ, chính là sai về từ đồng âm. Ý C của cô sai, sửa cho cô từ heroin này, đúng không ạ? Sửa cho cô cái từ thuốc gây nghiện này, chất gây nghiện này thành nữ anh hùng này nhé. Xong chưa? Tại sao 44 không phải là B? Nhớ. Tại sao 44 không phải là ý B à? Ý B em thân mến, ở đằng sau ai là chủ ngữ thì phải đến thẳng động từ ngay cho em, đúng không ạ? Tôi đứng đó, nhờ, cô sẽ có là sau ai đến chủ ngữ đến động từ ngay, mình không sửa tốt được. Xong chưa? Bạn thân mến, cô không chữa bài đọc hiểu đâu. Nếu chữa bài đọc hiểu, cô đã từng chữa đọc hiểu ngay từ thời gian đầu kỳ 2, cô đã bắt đầu chữa đọc hiểu rồi. Nhưng mà cô thấy là các bạn ấy không hề hứng thú với đọc hiểu. Thứ nhất là các bạn ấy chưa từng làm bài tập trước. Nên là khi cô chữa đọc hiểu mà cô cứ lật từ trang này sang trang kia, các bạn ấy gần như các bạn ấy không
Các bạn ấy không theo được, các bạn không hiểu. Nhưng thành ra một mình cô độc thoại với cô. Và cô đã chữa được, các bạn xem ở trên YouTube cô thì cô đã chữa được 3 hay 4 cái bài chương trình đọc hiểu như thế khoảng 3-4 tuần ấy. Thì sau đó cô dừng lại vì cô thấy các bạn không có hứng thú. Với chương trình của cô là chương trình free, đúng không ạ? Chương trình hoàn toàn là miễn phí. Vì vậy mà những cái phần nào mà các bạn cảm thấy có hứng thú thì cô sẽ làm. Còn những phần nào mà các bạn không hứng thú thì thôi. Ngoài ra các bạn có thể nhớ cho cô như sau. Đó là sách của cô có ghi cực kỳ chi tiết nên các bạn có thể tham khảo được. Rồi, với cô sẽ có lại với câu số 46. Câu số 46 của cô thuộc kiến thức về so sánh. 46 thuộc kiến thức về so sánh nhá. Cô dành một video về cụm động từ đi cô. Bạn Linh Đức Công thân mến, em xem ở trong mail cô gửi cho các bạn bài tập tổng ôn ấy ạ. Tuần tới này ạ, tức là từ ngày mai nhá, thứ hai chúng ta sẽ chữa phần, đó là phần về trạng từ này và phần về từ ghép là của tối mai nhá. Tối thứ ba chúng ta sẽ chữa ở phần danh động từ và động từ nguyên mẫu. Danh động từ và động từ nguyên mẫu nhưng nó có cả bị động, nó tương đối khó đấy, đúng không? Thứ tư của chúng ta sẽ là phần cụm động từ. Em yên tâm, có đủ mà, cô không bỏ phần nào cả. Vậy với câu số 46, cô sẽ có câu này như sau. Câu số 46 của cô thuộc kiến thức về so sánh. Được chưa? Câu số 46 của cô thuộc kiến thức về so sánh. Chúng ta sẽ có như sau. Được chưa? Đục lỗ thì cô vẫn chữa hết mà. Các bạn mến, bởi vì là cái phần đọc hiểu, tại sao? Bởi vì đọc hiểu ấy, nó là cái phần mà thuộc về kỹ năng nhiều hơn. Tức là sao? Các bạn phải có quá trình đọc, đúng không ạ? Các bạn phải có quá trình có đọc này, các bạn phải có quá trình ngấm, các bạn phải làm rồi thì cô chữa. Vì cô chữa thì cô nói đến đoạn đấy thì các bạn mới hiểu, đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà các bạn chẳng làm gì cả, bây giờ cô chữa là cái câu này phải lấy thông tin ở chỗ này, nhưng ra bạn chẳng, đúng không ạ? Bạn cũng chẳng biết nó thông tin ở chỗ nào, thực ra là cô chữa như kiểu cô đang nói chuyện với mình cô, rất là buồn. Rồi, cô sẽ có như sau. Với câu 46 của cô thuộc kiến thức về so sánh, nhớ là trong đề thi của chúng ta sẽ có một câu về so sánh như này, dịch như sau. Câu số 46 chúng ta sẽ dịch câu này của chúng ta như sau. Có rất là nhiều cái quan điểm mê tín dị đoan ở những cái quốc gia phương Đông nhiều hơn là phương Tây. Nhiều hơn là phương Tây nhá. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có là có rất là nhiều những cái quan điểm mê tín dị đoan, đúng không ạ? Ở những cái quốc gia phương Đông hơn là ở phương Tây. Vậy chúng ta sẽ có như sau. Câu này của cô là so sánh thì cô sẽ có ý đó là những cái quốc gia phương Tây thì không có ít cái quan điểm mê tín dị đoan hơn là phương Đông. Ý A của cô sai nghĩa rồi, đúng không ạ? Ý B của cô thì sao ạ? Những quốc gia phương Đông thì có nhiều quan điểm mê tín dị đoan hơn là các quốc gia phương Tây. Xong câu số, vậy thì 46 cô sẽ chọn được. Đáp án của cô số 46 sẽ là ý B. 46 ý B nhá. Rồi, sang câu 46 chuyển cho cô sang câu 47. Câu 47 của chúng ta thuộc kiến thức về phần câu tường thuật, đúng không ạ? Kiến thức câu tường thuật gì cả? Bạn đã làm vỡ cái đĩa CD của tôi. Vậy thì cái câu mà bạn đã làm vỡ, vậy câu này sẽ phải là câu buộc tội, đúng không ạ? Buộc tội cô sẽ có như sau. Câu số 47, chúng ta sẽ có được đáp án của câu số 47 sẽ là ý gì? Chờ, nào câu 47 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, nào 47 các bạn sẽ chọn được đáp án cuối là ý gì ạ? Ok, 47 các bạn sẽ chọn được đáp án câu đấy là ý gì đó. Câu 47 các bạn xem cho cô này, câu này cẩn thận không các bạn sẽ bị nhầm giữa các đáp án, đúng không ạ? Các đáp án nó rất là dễ nhầm. Với câu số 47 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ có cái cấu trúc, đó là cấu trúc cho somebody with. Với cấu trúc cho somebody with nghĩa là gì ạ? Cô sẽ có cấu trúc như sau này. Cấu trúc cho somebody with, cấu trúc đấy của chúng ta có nghĩa là giao cho ai đó làm việc gì. Vậy cô sẽ bỏ ý A, bỏ ý B. Bây giờ cô còn C và D, đúng không ạ? C và D cô sẽ có cấu trúc như sau, đó là cấu trúc blame somebody for doing something, đổ lỗi cho ai vì đã làm gì. Jamie đổ lỗi cho Sam vì đã làm vỡ cái máy của ai? Của cô ấy chứ không phải của tôi. Cái sự khác nhau giữa câu C với câu D là chỗ hơ với mai thôi. Nên 47 cô chọn được đáp án là ý C. Sau 47 chuyển cho cô sang câu 48, chúng ta còn đúng hai câu nữa là sau. Với câu số 48, còn ba câu nữa. Câu 48 của cô sẽ là hình thái của câu, xem là phần nên từ, đúng không? Dịch là khi mà, 48 chúng ta sẽ có câu đấy là khi mà lớp học kết thúc, đúng không? Thì học sinh chạy ra la hét ở Mỹ. Vậy với câu số 48 các bạn sẽ chọn được câu đấy đáp án sẽ là ý gì ạ? Chúng ta sẽ có câu 48 dịch là khi mà lớp học kết thúc thì học sinh chạy bổ ra la hét om sòm ở Mỹ cả.
Có buổi trước cô có live stream mà em chẳng qua là trưa nay cô bận thôi và cô vừa live bù vào lúc 8 giờ tối rồi. Thì với câu số 48, dịch câu này của chúng ta dịch là as long as, với từ as long as nghĩa là với điều kiện là, ý A không phải. Ý B của cô thì sao? Ngay khi, đúng không? Nhưng mà khi mà bạn đã dùng cấu trúc nó đằng sau nó phải dùng với than. Ý B của cô không sai, ý B của cô sai về công thức rồi. Ý C cô dịch là ngay khi mà lớp học kết thúc thì trẻ bọn học sinh chạy bổ ra, đúng không? Học sinh chạy bổ ra la hét om sòm cả. 48 cô chọn ý C. Xong câu 48 chuyển cho cô sang câu số 49. Câu 49 của chúng ta sẽ là hình thái đảo ngữ, đề cực kỳ chuẩn form luôn, đúng không? Đảo ngữ cô sẽ có như sau. Han bảo với chúng tôi việc đầu tư tiền của anh ta vào công ty. Nhờ, anh ta đã làm điều đó, anh ta bảo với chúng tôi như vậy ngay khi anh ta đến cuộc họp. Vậy cô sẽ có là ngay sau khi đầu tư tiền vào công ty là anh ta thông báo với chúng tôi, ý A sai rồi. Ý B là phải mãi tận khi anh ta thông báo với chúng tôi rằng anh ta đầu tư thì anh ta mới đến cuộc họp, ý B sai. Nhờ. Chờ tiếp này chúng ta sẽ có ý C của chúng ta thì sao? Ngay khi mà anh ta thông báo với chúng tôi về việc đầu tư tiền vào công ty thì anh ta đến cuộc họp. Và câu số 49 cô sẽ còn ý D của cô thì sao? Ngay khi anh ta đến cuộc họp thì anh ta thông báo với chúng tôi việc đầu tư tiền vào công ty. 49 cô chọn được đáp án là ý D nhá. Theo nghĩa của câu và theo trình tự đề ra 49 chọn ý D. Rồi sau câu 49 chuyển cô sang câu 50 đi ạ. Với câu số 50 cô sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, xong câu 49 chuyển cô sang câu 50 ạ. Với câu số 50 cô sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chờ, với câu số 50 chúng ta sẽ có như sau. Bạn đã chỉ trích con trai bạn, đúng không? Dịch là bạn đã trách móc con trai bạn trước mặt bạn bè của chúng, đúng không? Đó là sự sai trái của bạn khi làm vậy. Vậy cô sẽ có như sau. Câu số 50 dịch là, câu đấy sẽ dịch là gì ạ? Nếu như bạn chỉ trích con trai bạn sau khi bạn của nó đã đi thì nó sẽ không buồn như vậy. 50 của chúng ta sẽ không chọn đáp án là ý A. Yeah. Bây giờ cô sẽ còn ý B, ý C và ý D thì câu số 50 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý gì? Chờ, ý B chúng ta sẽ có như sau. Con trai của bạn chắc là xấu hổ lắm khi bạn chỉ trích nó ở trước mặt bạn bè của nó. Nhờ chúng ta sẽ có ý B của cô không phải. Nhờ tiếp này, cô sẽ có ý C của cô thì sao? Bạn đã làm trì hoãn cái sự chỉ trích, bạn đã trì hoãn cái sự trách cứ con trai mình cho đến khi bạn của chúng về hết. Ý C của cô cũng không phải rồi. Vậy thì cô sẽ có với câu số 50 của chúng ta xem nào. Sau từ nhá, câu số 50 cô sẽ có là người ta dùng should have với cộng verb P2 diễn tả một bổn phận. Nhờ, diễn tả một bổn phận lẽ ra phải làm. Dịch là bạn lẽ ra, đúng không ạ, phải hoãn cái sự chỉ trích con trai mình đợi cho đến khi bạn bè của chúng về hết. Vậy thì 50 của cô sẽ đáp án sẽ là ý C. Được chưa? Rồi, đề này dễ hơn đề trước. Rồi, các thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong đề hôm nay của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tạm nghỉ. Trưa ngày mai các bạn sẽ gặp cô tiếp với phần đồng nghĩa trái nghĩa số 12. Tối mai chúng ta sẽ quay lại với phần trạng ngữ nhé. Tạm biệt các bạn.